tèo hôm nay cứ như là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Chim Đăng Sun. Đã tèo luôn bảo là Sun. À các bác thông cảm, em phải mặc cái bộ này để đi theo cái chuyên môn nghề nghiệp của em. Nghề nghiệp của em là suốt ngày phải ra đồng để lùa vịt. Em phải mặc cái quần này còn ra đồng lùa vịt, nhiều khi còn phải nhảy cả xuống ao. Sau khi em nhảy xuống ao, em lùa vịt xong rồi, em mới nhảy lên trên bờ. Mặc dù không có cái nắng, không có cái gió, nhưng cái đó vẫn khô. À nhưng mà thưa với các bác thế này, ngay từ ngày hôm nay Quang Tèo không phải ra đồng lùa vịt nữa rồi. Bây giờ ở nhà bán thịt vịt rồi, mọi người nhớ đi ăn ủng hộ nhá. Đến quán Quang Tèo ăn thịt vịt còn được nghe thơ cơ. Đến quán Quang Tèo ăn thịt vịt, con nào ngon nhất Quang Tèo thịt, uống rượu từ sáng đến tối mịt, về nhà thấy vợ là muốn muốn đánh. Cháu bé nào đọc thơ vần thế? Cái trẻ con đây thông minh nhỉ. À em xin kể cho các bác nghe, vợ em đẻ cho em 3 đứa con gái, hôm vừa rồi lại tiếp tục đi đẻ các bác ạ. Úi dồi ôi, em phấn khởi quá, bởi vì các cụ nhà ta bảo là tam nam thì bất phú mà tứ nữ thì bất bần đúng không. Chính vì thế em nghe tin vợ em đi đẻ em mừng quá, em mới mời toàn bộ hàng xóm láng giềng đến nhà em. Nhà có bao nhiêu gà em lôi ra thịt sạch, chiêu đãi cả làng uống rượu ăn thịt gà bét nhẹ luôn. Ờ bởi vì được đứa con gái nên là tứ nữ bất bần cũng được, mà được thằng con trai thì càng tuyệt vời, hiểu không? Ấy vậy mà đang uống rượu ăn thịt gà tưng bừng, thế là cái con nhỡ nhà em nó chạy về nó bảo: bố ơi, mẹ vừa đẻ rồi nhưng mà sinh đôi thêm 2 gái. Chị này còn vỗ tay nữa, nó không cho mình tứ nữ bất bần, nó cho mình Vũ Long công chúa đấy.